rất tuyệt. Đây là một cái cây, nó thể hiện, nó dáng trực mà nó thể hiện một cái sự thẳng thắn. Bông tán trên khá là ấm. Cái này sau ra Tết là sẽ rất đẹp. Nắng này nó ra nhiều nhiều mầm sẽ rất đẹp. Đây là nhìn từ xa. Xin chào các quý vị và các bạn xem được video này nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình bằng nút like để mình ra có động lực để chia sẻ cho các bạn nhiều video tới nhé. Thì hôm nay sẽ qua thăm anh Thắng. Ở trong dãy cây thì anh mọi người đang gọi anh là Thắng đen. Chị nhà đây. Xem nào, hôm nay vườn của anh có gì mới không? Chúng ta cùng vào xem nhé. Ồ, có cái mới rồi. Chào anh Thắng. Chào anh nhé. Anh Thắng chào mọi người đi. Vâng. Ôi, cây đẹp quá. Anh nhé, đứng đây cho em xin kiểu ảnh vậy. Hôm nay xứng đáng để chụp kiểu ảnh cho đẹp. Cụ Tùng này đẹp quá. Nào, con gái đứng với ông đi. Đứng với ông để thì cho gắn nè. Để em xin kiểu ảnh. Đẹp quá. Rồi. Cây này về được mấy hôm rồi? Nửa tháng rồi. Trời à, nhập bên kia về. Khả năng đứng góc này em chụp một kiểu nữa nhỉ. Đấy, anh làm cho em xin một kiểu. Dạ vâng. Kiểu này cũng rất đẹp. Tầm cây. Dạ vâng, em được. Mời các bạn cùng chiêm ngắm tác phẩm. Một cái cây nhập khẩu về nhưng mà về anh Thắng anh tạo tác thành một cái cây dáng có thể nói là Việt Nam đúng không? Lọc bất cành, bên kia nó dày dặn hơn đúng không? Nó đẹp. Lát nữa anh cho em thông số vành gốc nhỉ. Bánh 90. Đẹp quá, trần nhẵn nhụi. Bánh 90. Cái chân bệ là đẹp. Cao 3m1 à? Đẹp. 3m1 từ mặt bầu trở lên. Sao? Có thích cây không con? Có thích cây không? Có thích cây à? Chăm sóc cây cho ông à? Ừ, thế là được rồi. Ok. Nói gì cho ngầu. Thôi thì để các bạn cùng xem rồi là bình luận. Mình không dám nói gì hơn. À,
cơi máy về nhưng đang chỉnh sửa. Mình theo góc quan sát của mình với một cái cây tùng Nhật như thế này được cắt sửa tạo hình lại theo cái theo lối chơi của người Việt thì mình thấy là cũng hợp lý các bạn, không biết nói gì hơn. Ở bên nước ngoài thì họ làm theo các cái lối Nhật Bản thì họ chơi các cái bông, tập trung vào cái bông. Nhưng về đây thì anh Thắng anh sẽ xé các cái bông này ra để cây nó có cái bóng nó nghệ thuật hơn. Một cây vanh 90 mà như thế này thì cái quan trọng nhất theo cá nhân mình nghĩ rằng là cái cây nó phải đều có cái tổng bóng khá là cân. Rồi, video đầu tiên thì anh em chịu khó xem cái cây này nhé. Lát nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm. Cũng không leo được lên trên. Muốn leo lên trên để cho mọi người xem ở phần trên. Đây là một cái cây nó thể hiện, nó dáng trực mà nó thể hiện một cái sự thẳng thắn. Tùng bông tán trời khá là ấm. Cái này sau ra Tết là sẽ rất đẹp mọi người. Nắng này nó ra nhiều mầm sẽ rất đẹp. Đây là nhìn từ xa. Rồi, cái video này đã phải ưu tiên cụ tùng này mất 7 phút. Cái mình thấy ở cái cây này là anh phối cái chậu khá là cân đối, cân xứng với cây, với tổng chiều cao của cây và cái tay phóng bên này. Còn lại là mình cũng thấy ưng mắt. Rồi ok, chúng ta sẽ xem các cái cây khác nhỉ. Đây là một tác phẩm si này chất liệu si là... đây các bạn xem lá si dạo này cũng đang hot mọi người, nhất là si búp đỏ. Các bạn, đây là chó nữa. Đây.
đêm hoàng hôn để ta còn quay cho mọi người xem. Bây giờ sáng là không phải làm dậy sớm để ngan gà vịt này đúng không? Sáng thì được dậy quét sân rồi tắm. Đấy, anh Thắng anh chị làm khổ chị đấy. Nhưng không sao, nói đùa đây các bạn. Trước là anh chị là kinh doanh hàng ăn uống nên là vất vả, sáng dậy phải mua đồ, cho nên là bây giờ là anh chị kinh doanh về mặt hàng, về đồ gỗ mỹ nghệ, cả hàng cũ hàng cổ. Chắc là ở video tới thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn những cái sản phẩm của nhà anh đang chơi. Một tác phẩm phi lao. Mùa này anh thay là các bạn thấy là có đây nó có một cái lũa chảy sâu bên sông này. Nhìn nó như một cái hang động hút vào bên trong. Đàn siêu. Vẫn là một trong số cái số các cái cây khá quen thuộc tại vườn nhà anh Thắng. Cây này có một cái đường thân nó hồi về gốc rất là đẹp. Tác phẩm hoa giấy. Chúng ta không quên bỏ qua tác phẩm này. Đây là một cái hồng ngọc mai ôm trọng, gọi là ôm tích. Đây là cái ấm tích ngày xưa. Ngày xưa các cụ đang ngâm trà, hạ trà hoặc là hoặc nước vối. Rồi, có lẽ là mình sẽ dừng lại tiết kiệm thời gian của các bạn một chút nhỉ. Cái video này mình sẽ dừng ở mức ở phút thứ 12 đấy, 12, 13 ấy. Vậy thì ở video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm những cái cây tại vườn nhà anh Thắng, để mong muốn các bạn có một cái phút giây giải trí trong những cái ngày làm việc vất vả. Thấy video này nó thú vị và nó giúp bạn một cái số thông tin gì đó thì các bạn đừng quên là ủng hộ mình bằng nút đăng ký kênh, chia sẻ video này, like nhé. Hoặc là các bạn có câu hỏi nào thì cứ đặt câu hỏi ở phần ô chat bình luận ở bên dưới. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.